chờ này núi bạch mà sông đang rộng tràn hôn lên nàng đang gục đầu trong lòng tay áo em của mình quấn cho nhau nụ cười cho nhau từng hơi thở buông mắt đắm chìm trong mộng mây thần còn ta ta sẽ bơ vơ còn đời tròn hờ thì đón cô nương ơi ta áo em là ta luôn tình đầu tiên đường tôi nhớ ly tan tình mộng vẫn vương mang đang sống đọc mâm thầm rồi em lấy chồng ta gặp người trong ngắm theo hoa bay phải báo tay đỏ trên đường đi trời kêu hồng em theo tiếng ai đang xót xa với bao duyên kìa sao có nên có mặt tại nơi này khi hôm lễ đang cử hành mở để đôi với anh lần sau vui rằng mùi đã cho phiêu hồn dù ân ca đừng xin cô nương đừng nói vậy mà đắc tội với chồng nhưng biết phải làm sao vì đó là sự thật không xin hãy giữ cho nguyên một tình yêu quyền diệu thanh cao được kinh do tâm linh hai người trong cuộc vậy thì lòng cô nương cho nói ra cho xót xa người phiếu bạc kè hà lon phong hãy giữ kinh niệm năm tầng và xin nói như một nguyện tình thiên cô ẩn hiện mơ hồ trong núi sương cho loan con đường được giữ trọn bổn phận và cho tôi được sống bằng mong tưởng để rồi khi dấn thân vào trong các buổi xưa hừng bao tôi vẫn gửi lại sau lưng từng niềm mà mơ lại không cử hành hôn lễ tại sao lòng cô nương lại tôn quỷ hoài hôn lễ của mình tại vì bọn thần long giao đã cố tình phá vỡ nên đã cướp đoạt kiều hoa và bắt trác đại sư ca của tiểu muội đi rồi cô nương ân ca ơi
dài hôm nữa tiểu muội phải về một nơi xa lắm. Tôi biết cô nương sẽ lên kiều cưới về Bạch Mã Sơn vui cao phu phụ cùng các hùng huynh công tử. Dân muội là kẻ ở quê chung với chân niềm niềm âm, nên muốn ân cần trả lại ân ca chia cao. Kẹo xương gió ngàn phương sẽ làm nặng vai người phiêu bạc gia. Đường về Bạch Mã chậm